những công nghệ an toàn trên xe ô tô đang dẫn đầu xu hướng hiện nay. Thứ nhất, cảnh báo mất tập trung. Hệ thống này sẽ sử dụng camera và cảm biến để theo dõi nhất cử nhất động trên khuôn mặt bạn, qua đó phát hiện sự mệt mỏi, buồn ngủ, mất tập trung và ra cảnh báo cho bạn bằng cách phát âm thanh hoặc dùng ghế, nhắc nhở bạn nên nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Nếu anh em nào hay buồn ngủ, mất tập trung khi lái xe do tối hôm trước nóc nhà bắt ôn bài tới khuya, thì hãy lựa chọn những chiếc xe có công nghệ này để tối còn ôn bài tiếp nhé. Thứ hai, hỗ trợ đỗ xe thông minh. Hệ thống này sẽ sử dụng camera và cảm biến xung quanh xe để tự động đưa xe vào vị trí đỗ thích hợp. Tính năng này rất thích hợp cho những anh em nào lái mới hoặc lái chưa cứng nhé. Thứ ba, cảnh báo tiền va chạm. Thì hầu hết những hãng xe đều xây dựng hệ thống cảnh báo tiền va chạm cho riêng mình. Hệ thống này sử dụng cảm biến, radar và camera để đánh giá tình hình giao thông xung quanh, qua đó phát ra cảnh báo cho lái xe biết có nguy cơ va chạm với phương tiện khác. Trong trường hợp khẩn cấp thì hệ thống này có thể tự can thiệp vào hệ thống phanh trước khi người lái tự đạp phanh. Tuy nhiên, hiện đại thì hay điện. Nhược điểm của hệ thống này là quá nhạy, dẫn đến trường hợp xe sẽ tự động phanh khi chưa thực sự cần thiết. Và đó là một số tính năng an toàn đang dẫn đầu hiện nay. Anh em còn biết những tính năng an toàn nào khác, hãy chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Chúc anh em tìm được xe ưng ý.